Nem mình đã làm xong rồi, hôm nay mình lại làm bún nem nướng ăn nha các bạn. Mời cả nhà thưởng thức nha. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay nhà có nem. Mình đi làm bún nem ăn ha các bạn. Trước khi chuẩn bị làm thì mình đi ngâm bún trước ha. Mình ngâm nước lạnh ấm ấm thôi. Lát nữa cái mình trụng nước sôi nó rất là dễ ha. Cái mình ăn cái loại bún này nè, hiệu bông hồng nè. Cái hiệu bún này nó rất là ngon nha các bạn. Nhà mình thích ăn cái loại bún này. Mình làm hai gói, mỗi gói 400 g. Nem của mình bữa nay được 3 ngày rồi các bạn. Hôm nay nem đúng hạn rồi ha. Mình sẽ lột ra và mình đi làm bún nem ăn. Các bạn thông cảm nha, nhà mình có con nít đó, cho nên có tiếng của mấy đứa nó vô thường, mình mà không có ngăn được nó cười hay là nó chơi, tại ở chung nhà phải chịu thôi. Có tiếng nó vô thì nhiều khi mình cắt video đi mình quay lại hoài, nhưng mà thôi bây giờ cắt đi cắt lại hoài thôi, để tiếng nó vô luôn. Sợ nhiều khi không có được á, nó cười thì không có sao mà sợ nó khóc á. Nhìn ngon không các bạn? Cái tỏi á nó tái luôn rồi nè, nó chua, cái tỏi nó chua cái nó tái luôn. Mình lột ra đây nè, một cây nem nữa nè, mình làm thành cây chả các bạn. Mình lột ra một dĩa nem này với một cây chả đó, ăn hết thì lột thêm, tại mình làm cũng nhiều lắm. Đây mình đã lột xong một dĩa nem nè ha các bạn. Còn đây một cây nem nữa, mình bắt đầu mình sắt ha. Mình lột cho cái vỏ nó vô bọc này. Còn cái nem này thì mình sắt ra. Ôi nó thật là dai luôn á các bạn ơi. Nè, thấy không? Nó dai quá chừng dai, cái này mình sắt ra mình đi nướng. Ngon ghê không? Nè, ở trong á mình cho ớt bên trong á các bạn. Quá dai luôn. Mình bóp lại cứng á, nó dai. Gói một cục giống như là cây cây chả vậy thì rất là nhanh, làm nhanh lắm. Còn mình gói ra cục nhỏ 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 nhỏ, mấy đứa nó ăn một cục nhỏ nhỏ vậy nó gọn phải không? Còn mình làm mấy cái cục này thì mình sắt ra để mình ăn với lại bún. Hoặc là ăn chơi cũng được á, ăn uống bia các bạn, cũng ngon lắm. Sắc bao nhiêu đây hết rồi để ăn nữa. Ai muốn ăn nướng thì ăn nướng, còn ai muốn ăn như vậy cũng được. Tại vì nó chín hết rồi các bạn, thịt đó. Mình làm 3 ngày á, nó đã chua thịt rồi, nó đã chín hết rồi. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Đây, một dĩa nem nữa nè. Rất là hấp dẫn không? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đem đi nướng một ít nha các bạn. Mình nướng một ít tại mình muốn ăn nướng. Tại mình lớn tuổi rồi, mình ăn cái gì cũng nướng chín đó, cho nó dễ dễ tiêu hóa. Thật ra là cái nem này nó cũng chín hết rồi. Mấy đứa nhỏ thì nó ăn như vậy nè, nó không có nướng đâu. Mình thì mình người lớn mình ăn mình đi nướng thôi. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi nướng ít. Giờ mình đi trụng bún nữa nè. Giờ đây cái tô nước mắm mình đã pha sẵn rồi các bạn. Nước mắm pha rất là đơn giản ha, tùy theo mỗi người thích pha như thế nào ha. Đây ớt mình pha thì
ngọt ngọt một chút, ăn bún nó mới ngon. Nước mắm này thì dễ mà, ai cũng biết cách pha mà ha, nhìn tô nước mắm hấp dẫn ha các bạn, rất là ngon ha. Còn cái hành này thì mình đem đi cho dầu vô, mình cho vô makaway á, mình hấp nó cho nó chín. Nhìn tô nước mắm rất là hấp dẫn ha các bạn, tại vì mình làm cái ớt tây nữa, tại vì con mình không ăn cay được á, mình làm ít ớt tây vô cho nó có màu ha. Và hành thì mình đã cho dầu vô á, mình làm mỡ hành rồi mình chuẩn bị đi luộc bún ha, và đi nướng một ít nem. Mình làm bằng thịt sống á, cho nên nó vậy á các bạn. Còn người ta làm thịt chín thì nó khác, tại mình thích làm thịt sống để mình nướng á các bạn, với ăn như vậy cũng ngon nữa. Đừng có sợ nó không chín nha các bạn, 3 ngày là nó đã chín thịt hết rồi đó. Cái bột nem á, nó làm cho chín thịt. Nhà mình mấy đứa con mình ăn hoài làm nem thịt sống như vậy, nó ăn mà không có sao hết á, không có bị đau bụng, không có bị gì, tại nó chín hết rồi. Đúng ra là 24 tiếng là ăn được rồi, nhưng mà mình muốn để cho nó thật là chua, cho nó thật là chín thịt á, thì mình 2 ngày ăn cũng được, mà tốt hết á thì mình 3 ngày. Bữa nay 3 ngày nè. Nem mình nướng như vậy là được rồi. Nếu mà muốn nướng vàng hơn chút nữa cũng được, nhưng mà mình nướng cỡ này cũng được rồi. Nướng lên nó rất là thơm ha các bạn. Nướng lên nó nghe mùi thơm hơn. Đây. Giá nhà mình làm nè các bạn. Giá mình làm á, mình ủ trong cái khăn á các bạn, thì mình phải đi rửa cho thật là kỹ ha. Tốt hơn hết đó là mình rửa nhiều là mình ngâm nước muối đi. Mình ngâm nước muối khoảng vài phút ha, khoảng 5 phút. À, như mình nói là giá mình phải rửa kỹ nha các bạn. Mình phải rửa ngâm nước muối ha. Ngâm nước muối và xả lại nhiều nước ha, để cho nó kỹ một chút, mình ăn nó cũng tốt ha các bạn. Đây là hồi nãy mình nướng nó còn hơi trắng quá, bây giờ mình đi nướng lại thêm nè cho nó vàng chút xíu nè các bạn. Nó ra mỡ ha. Giờ mình cho vô đây tô bún thêm vô đây. Hai loại. Một loại nem nướng và một loại nem không nướng. Mình làm tô bự cho mấy đứa trai. Rồi mình cho đậu phộng vô ha. Mình cho đậu phộng vô. Và mình cho mỡ hành vô. Bữa nay ăn bún mà không có dưa leo mà lại có giá ha. Rồi mình chan nước mắm vô. Là mình làm cho người tô ha các bạn. Nhưng mà mấy thanh niên thì ăn tô bự này thôi. Đây. Cuối tuần. Tại vì nước mắm này nó mắm ngọt á, cho nên mình phải chan nhiều nhiều chút xíu. Rồi xong. Tô bún đặc biệt ha. Tô bún nem rất là đặc biệt ha các bạn. Nhìn hấp dẫn không? Thật ra là nem á, mình đi nướng lại á, nó có mùi thơm hơn á các bạn. Đó, mình cho hai thứ. Một thứ nướng, một loại nướng chứ, một loại nem nướng, một loại nem tươi. Coi nó thử coi cái nào ngon hơn, chắc mình nghĩ nướng thì nó thơm hơn. Rồi mời cả nhà đi ăn nha, người tô một tô. Nhìn hấp dẫn không các bạn?
Rồi cái nếu mà thích nướng nữa thì mình đi nướng nữa. Cái dĩa mà cái cây chả mình làm mà nêm ra cái cây chả thì mình để đi nướng. Còn mấy cái cục rời rời á cho mấy đứa nó đem về nhà của nó ăn. Mình làm nhiều cái gì mình cũng làm nhiều á, nó chia ra cho ba gia đình nữa các bạn ơi. Rồi, xong một tô bún. Tô thứ hai. Nhà mình có để coi. 5 người, 6 người lớn. 7 người lớn, hai đứa con nít. Mình làm cho ngượng tôm tô hết nè. Mời cả nhà đi ăn nha. Ai có thích nướng thì nướng nướng đem tiếp. Còn này là đây xong. Ngượng tôm tô hết rồi. Làm xong rồi bán đắt lắm đó các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn ha các bạn. Đây là giá. Giá mình rửa rất là kỹ nha các bạn, ăn cho nó tốt cho sức khỏe. Đây, thôi video của mình tới đây cũng dài rồi ha các bạn. Chúc các bạn xem video mình làm nem, cách làm thì cũng rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ thôi. Với lại mình chịu khó nhồi lâu chút xíu á, nó sẽ dai á các bạn. Mình nhồi thịt lâu một chút cho nó dai, mình nhồi khoảng 15-20 phút. Nếu mà nửa tiếng cũng được thì nó dai hơn. Mình nhồi khoảng 20 phút à, mấy cái nem này. Rồi cái mình gói lại cái mình đi ủ thôi. Mình để chỗ ấm ấm á các bạn. Và mình lấy nếu mà mình không có chỗ ấm á thì mình để mình để trên bàn nè. Cái mình lấy mấy cái bọc ni lông á mình trùm nó lại để cho nó mau chua á các bạn. Đúng ra là mình nhắc lại ha, đúng là 24 tiếng là ăn được. Tại vì trên cái ô về là cái bản hướng dẫn á thì người ta để 24 tiếng, nhưng mà mình thì để 3 ngày. 2 ngày thì mình lấy ra. 2 ngày thì mình ủ xong, 2 ngày mình lấy ra cái mình cho vô tủ lạnh đến ngày thứ ba mình mới ăn nè các bạn. Cho nó an toàn, nó chín nữa. Mình lặp đi lặp lại 2 lần rồi ha. 2 3 lần gì rồi á. Để nhiều khi lấy ra sớm quá cái thịt sống nó không được chín đó các bạn. Thì sẽ không tốt cho ăn, sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Thường thường ở con mình á, mình vừa làm đúng 24 tiếng là nó ăn rồi đó các bạn. Nhưng mà không có sao hết đó. Đúng 24 tiếng nó ăn hoài à. Cho nên mình thì đúng 3 ngày mình mới ăn. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Nãy giờ nói giải thích hướng dẫn cũng dài dòng quá rồi ha. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn lại video mới tiếp theo nha. Bye bye. Nếu mà thích cách làm nem thịt sống của mình á thì xem ủng hộ mình video nha các bạn. Và ai mới đến á, thì đăng ký kênh sẽ nhận được video khi mà mình mới ra. Bye bye.